Hiểu không? Không À. biết. Sao? Đâm cái chả Hả? biết. Làm cái gì? Hai học xong rồi. Trời ơi, cứ tặng quà hoài vậy? Này không để tặng chung đi. Thôi, sắc phàm này có điển mà, có bảy dòng hào quang, không phải dễ bị bệnh đâu, chỉ ít bị bệnh lắm, mà bệnh là toàn là sinh nghiệp giùm không à, cứ hồi nào giờ không có bị bệnh nha. Cái bác này có 250.000 đô clip rồi, rồi cái nói tối nay có tặng quà không, tội nghiệp. Nhưng mà đừng có lộ mình để đi về trời nghe. Xăm xăm thân là thân phàm, sức khỏe là cha cho mẹ cho, chứ không phải là ăn ba cái đồ thế gian mà mạnh khỏe đâu. Không phải, người có điển khác hơn người thường. Ê, sao con có đi làm, con gặp cái sư phụ hôm nay là ngày đi mà, nhưng mà đi qua con cũng có nhiều cái bệnh, sức khỏe con không biết phải ở già, có khánh giùm rồi. con có kháng con mỗi ngày ở nhà, con có để tụng kinh mẫu và con sám hối phụ, và con này con xin sư phụ điểm cho con cái sau này đi con niệm Phật hay kia đi con. Ngồi để nói chuyện tiếp, tại chưa có hết cái chương trình bữa nay. Ngồi ngồi đi. Chúc Hạnh hỏi nha. Hello. Tôi sợ bộ mông mới tới. Hello con. Má tôi. Đợi má của con tặng cho sư phụ hai hộp sâm để bổ bổ dưỡng xác phàm. Sư phụ dám nhận. Đây nha. Này hộp sâm này của cái bác này, tặng cũng rất là cảm ơn, nhưng mà xác phàm này có sức khỏe là do cha mẹ cho, nó có cái energy á, cái không phải thế gian ha, không áp dụng theo kiểu người thế gian được. Rồi chuyện mẹ con rồi tâm sự sau nhé, đang quay livestream á. Hello. Hả con? Hả con? Thôi lên đây chụp đi. Ai chụp máy đâu? Rồi. Cao đồ. Rồi, mới ăn tô cơm có thật vượt được đạo tiếp tục. Cái nãy mình nói tới khúc ác thế ngũ trược, cái này cũng sắp xong rồi, lúc đó sẽ nói chuyện tự do. Ác thế ngũ trược có nghĩa là ở vào thời đại dẫn đục kiếp trược, là thời đại suy đồi mọc rỗng. Trong thời đại này có mọi thứ suy đồi, tai nạn, là mình thấy tai nạn rồi đúng không? Chiến tranh, nghèo đói, bệnh tật, Covid, là ở thời đại của mình gọi là ác thế ngũ trược. Nói chung là không còn an ninh thân thể nữa, ô sinh tràn ngập thế gian. Cũng có thể hiểu là thời quá ngắn ngủi, đầy dĩ vô thường, không an toàn. Thì mình thấy cái mới gần đây nhất, con phải để đường cho ta đi. Cái mới gần đây nhất là cái động đất của Thổ Nhĩ Kỳ, còn hiện tại vẫn còn lai rai cái Covid, chết mấy chục triệu người trên thế giới, rất là vô thường. Thì mình ở vào ngay cái thời tận thế này, gọi là ác thế ngũ trược. Tâm lý dẫn đục phiền não trược, vì sự suy đồi của thời đại quân tập vào chúng sanh nên mọi phiền não vô minh hiện hành. Những hiện tượng tiêu cực xã hội tràn ngập hận thù, tham lam, háo danh, kiêu mạn, luân thường đạo lý
đảo lộn và mục rỗng. Nói chung về mặt tâm lý, tinh thần và tình cảm bị phiền não, khổ đau, không hạnh phúc an lạc. Cái đó gọi là phiền não trược. Kiến trược, kiến trược là kiến thức dẫn đục. Vì thế nên những nhận thức của chúng sanh là khó nhận thức sai lầm, điên đảo, mục rỗng, mà giáo lý gọi là tà kiến phát sinh. Chúng sanh chống trái nhà, chống chọi lẫn nhau, khi đến chiến tranh chia rẽ, nghi kỵ hận thù. Tà kiến chỉ cho thân kiến không còn giá trị đạo đức cá nhân. Biên kiến ngoài ta là kẻ thù, địch thủ. Tà kiến chủ thuyết điên cuồng, mê tín dị đoan. Luật pháp điên đảo, kiến thủ phong tục tập quán đòi bị bại, mục rỗng. Và giới cấm thủ mê tín cuồng tín. Nói chung là nhận thức kiến sai lạc. Hồi nãy mình có là phiền não trược, bây giờ là kiến trược. Kiến là cái gì mình nhìn thấy cũng toàn là hận thù, oán ghét được không à? Chúng sanh trược là con người dẫn đục. Do phiền não trược, kiến trược nên chúng sanh trở nên mâu thuẫn nhau. Chúng sanh trở thành chó sói của nhau, gia đình và xã hội rối rắm. Con người bất hiếu, bất trung tín, bất nghĩa, vô lễ, vô giáo dục. Con người trở nên cô đơn và đầy lòng sân hận. Con người hành động mù quáng, vô minh, tạo ác nghiệp. Con người sống theo bản năng sinh vật, theo các bất thiện căn. Lòng người ly tán thì chúng sanh trược. Mạng trược, mạng sống dẫn đục. Do những thứ trên đời chúng sanh tất nhiên vô nghĩa. Do con người bị vong thân, không tự tại với chính mình, chạy theo đời sống khổ đau và đời sống lo âu trong cuộc sống. Cho nên có cuộc sống mục rỗng, không cần biết ngày mai, không ích lợi gì cho chính bản thân cũng như cộng đồng. Con người chìm đắm trong sinh tử luân hồi. Thì qua cái này thì Phật nói là hiện giờ chúng ta ở vào thời hạ quân năm 2000 này, thế kỷ 21 này, là ác thế ngũ trược. Sanh ra mới về sanh là khóc ngoe ngoe phải không? Kiến cắn cũng khóc, thiếu sữa cũng khóc, thấy khổ rồi phải không? Khi chết vùi dập, giống như mình thấy trên tivi bữa, dục như khúc củi vậy đó. Rồi giờ bên Thổ Nhĩ Kỳ đó, bị đá rè xuống mấy chục nghìn người chết. Thời ngũ trược ác thế là như vậy. Trong tương lai khi vị Phật thứ 8 rồi Phật Di Lạc ra đời, những cái này sẽ bớt đi, không còn nữa. Phiền não trược là sao? Phiền não trược giống như bác Thọ ngồi đó. Hello. Bác Thọ ngồi đó mà nghe tiếng ở dưới lầu, hay tiếng xe chạy, hay là có thằng mễ chạy để nhạc đùng đùng đùng, là bác Thọ thấy bực lên rồi đó không? Rồi nghe tiếng nhạc, đó là phiền não. Kiến trược, kiến trược là bác Thọ đội cái nón đỏ thì bác Thọ thấy không có gì hết, mà cái người mà ông thích vô trong này đội nón màu đỏ, thấy trước mắt tôi thấy mắt ghét rồi. Thì gọi là kiến trực, tức là nhìn thấy ổng phát sóc hàng phải không, còn đeo cà sợi xuống cái đó nữa. Thì mình thấy dụ nữa nha, mới thiệt. Thì ở vào cái thời đại của chúng ta, nó rất là nhiều thứ mà nó gọi là bất như ý, cả mình không biết ngày mai con mình nó lớn lên nó làm nghề gì, nó học cái gì nữa, và nó lấy chồng lấy vợ làm sao. Nhiều khi nó không lấy vợ mà lấy thằng đúng chừng, còn nhiều khi con mà nó không lấy chồng mà lấy con đúng không chừng.
mình mất nhớ mà. Vào cái thời đại chúng ta là như thế, gọi là ác thế ngũ trượng. Phải chịu thôi, phải chờ qua, chờ Phật Di Lặc xuất hiện thì mình mới có một cái thời đại vàng kim trong 8.000, ấy trong 3.000 năm sau. Thì đời sống chúng ta nó không như vậy, mà nó sẽ khả quan hơn. Thì lúc đó mình có thể sống thiên đàng của hạ giới. Thì trong kinh có nói tuổi thọ của con người của thời vàng kim á, cao hơn. Nhà cửa không có cần phải đóng, phải không? Thoải mái. Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là không ăn trộm, không ăn cướp, không có sân trước sân sau, không có hối lộ, đúng không? Và đồng thời không có cái thằng lớn như Trung Cộng mà đi ăn hiếp cái nước nhỏ xíu như mình, phải không? Đảo của ai thì của người đó. Làm gì mà cái lưỡi của nó dài vậy? Lưỡi của tập trung mình có một khúc mà. Mà làm gì mà là nó lưỡi của tôi là lưỡi con bò. Bây giờ quý vị thấy cái lưỡi của tập trung mình với lưỡi con bò, lưỡi giống nhau không? Lưỡi khác. Tự nhiên lưỡi người thì nó lưỡi người thì không, nó lưỡi bò. Thấy tham nó vậy đó, kiểu nào cũng nói được. Thời đại vàng kim không có lưỡi bò nữa. Mấy ngày con đâu không thấy. Mình phải sức mạnh lên. Ủa hết rồi nó sẽ hết. Don't worry, Hiểu lo cho con rồi. Thì mình nói về ngũ trược ác thế là gì. Thời vàng kim, khi sau khi hội Long Hoa lập, hội Anh Bài lập, 6 triệu chim hiền đi về diện kiến Đức Thầy, sẽ gặp Đức Thầy á, thiệt luôn á, không phải là đùa đâu nha. Mình nói chơi là Phật không có nói chơi. Cầm microphone hỏi đi. Cái chuyện đó thì đi sao về vậy, hay là nguyên xác nguyên hình gì á, thì cái chuyện đó hạ hồi phân giải. Nhưng mà mình là hàng đệ tử thì mình chỉ biết ta sẽ hẹn con trên đất mẹ. Đó là nguyên văn Đức Thầy hứa với Kiệt giữa hai người. Cho nên hôm nay Kiệt ra Kiệt nói Đức Thầy là Phật mà, Kim Sư Phật Ca Diếp cái gì đó. Và mấy chuyện đó thì ấy, nhưng mà Phật không, thầy đâu có nói gạt trò đâu. Nên bây giờ gán mỗi ngày chải tóc rồi không nhìn kiến rồi sung rồi lên, tôi sắp sửa về gặp sư phụ. Không có sư phụ à, cô cứ ngồi đây hoài cho chúng nó chửi. Tại vì trứng rồng vẫn chưa nở nha quý vị, trứng rồng vẫn còn cà lăng lăn từ ở chỗ này viện Mi Thao, lăn lên núi Thiên Long Sơn, lăn qua Houston, làm mấy chuyện cộng đồng với mở công viên đồ rồi này nọ thôi, lên đài đồ nói thôi, mà trứng rộng nở rồi khác. Còn nhân chứng đây ở núi Cấm ở đâu nói đi. Về gặp Đức Thầy ở núi Cấm hay là đó gần khỏi vậy? Nước kìa. Câu này hả? Theo mình biết ở bên Hy Mã Lạp Sơn, những cái người mà gọi là thánh nhân mà tu trên đó, người ta sống tới 700 tuổi còn có hiện giờ trong đó. Huống hồ với có 100 mấy tuổi nhầm nhò gì. Một người ngồi thiền giống như hồi xưa ông Đường Tăng á, ông đi thỉnh kinh á, có ông tên gì, ông ngồi trong cái cây đó, ông ngồi 700-800 năm mà ông tưởng đâu ông ngồi có mấy phút. Mà đến lúc mà mọt mà đóng cái cây ông hết rồi đó, thì ở đâu Đường Tăng mới cứu ông ra đó. Người đó nhầm gì, Phật mà đâu có chết đâu. Cho nên chuyện đó mà không dám nói chỗ này nghe.